Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Tập 71, Đường Xuyên biến ra một bình rượu và hai cái chén. Nhìn cô nàng cười cợt, không cần căng thẳng vậy chứ, ngồi xuống đây chén anh chén em nào. Cô nàng trả thèm liếc nhìn Đường Xuyên, một chém cắt đôi chén sầu. Sau đó kêu ngạo ưỡn cao bộ ngực đồ sộ, chị đây không rảnh, còn có công vụ trên người không tiện uống rượu, có chuyện gì, ngươi nói thẳng ta nghe. Nếu như cô nàng không muốn có màn dạo đầu, vậy thì đường xuyên cũng chiều, vứt luôn bình rượu và chén đi, anh vào việc luôn. 996 nghiệp thưởng sắp xếp rõ ràng, không hổ là tiên giới, vì thân phận thí sinh của ta, không tiện đi lung tung. Có một thứ ta phải nhờ ngươi giúp ta tìm, không để đường xuyên nói hết câu, cô nàng đã kiêu ngạo từ chối không chút do dự, ô cô nàng có cá tính ta thích. Sau đó cô nàng nghiêng người tạo một góc nghiêng thần thánh, khoanh tay vênh mặt nói tiếp tuy nhâm trưởng môn từng dặn dò phải nghe theo chỉ thị của ngươi nhưng ngươi thực sự cho rằng ta sẽ làm việc cho ngươi sao đường xuyên nhìn nàng ta với ánh mắt thầm trầm nếu ngươi không có tác dụng gì với ta vậy tại sao còn đồng ý diều giấy truyền thư của ta đến rừng cây không người này thấy đường xuyên quay ra hỏi xoáy nếu không dằn mặt hắn thì quả thật có lỗi với bản thân vì vậy cô nàng nói tiếp tuy nói thiên kiếm phái của ta ngồi vững ở vị trí số một tiên giới nhưng vẫn không rộng lượng đến mức bị người ta ngồi trên mặt cũng không lên tiếng. Cô nàng hồi tưởng lại sự khác lạ lúc gặp trưởng môn, rồi cả mệnh lệnh kỳ lạ phải nghe theo sai khiến của đường xuyên, cho dù là yêu cầu gì cũng phải làm theo. Mặc dù lúc đó, cô nàng đã đáp ứng với trưởng môn. Nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra điều bất thường, trong phòng có tàn dư của thuật pháp, có kẻ đã dở trò ở đây. Nhìn cái dáng vẻ như ngáo cần của trưởng môn, đích thị là dính bùa pháp, là tên đường xuyên đó làm sao, thuật pháp quấy rối tâm trí, không ngờ tu vi cao thâm như trưởng môn cũng bị trúng chiêu chính vì vậy cô nàng không chút do so dự điểm chỉ ngay giữa chán trưởng môn nhà mình rồi đọc chú pháp ba a ba a ba một thanh kiếm khí được triệu hồi trưởng môn đắc tội rồi dứt lời cô nàng bổ mạnh một kiếm về phía trưởng môn hòng phá giải thuật pháp cuộc đối đầu trực diện giữa kiếm khí thuật pháp do đường xuyên để lại kiếm khí đang cố xâm nhập nhằm phá vòng tròn pháp thuật đang không ngừng khuếch đại đối đầu chưa được bao lâu cô nàng đã luồng sáng này đánh cho te tua quần áo người không biết lại tưởng cô nàng là đệ tử nội môn của cái bang. Kết thúc ký ức không mấy tốt đẹp này, trở về với thực tại, làm cô nàng cũng có tí xoắn. Còn về phía đường xuyên sau khi nghe cô nàng nói mới lấy cảnh cáo, anh chỉ nhếch mép cười đầy thầm ý. Đột nhiên cô nàng bỗng chốc thay đổi 180 độ, khuôn mặt đắc ý nhìn đường xuyên, ngươi vẫn chưa phát hiện sao, đường xuyên nghĩ tầm. Nghe vậy anh vội nhìn xuống cổ tay, phát hiện có vết chém màu xanh đang lóe sáng, chả lẽ là lúc vừa nãy mình đưa ly rượu, Cô ả à búng ngón tay rồi nói ẩn kiếm, không vô nguyệt, một thanh đao bỗng chốc xuất hiện, kích hoạt vết chém ở trên cổ tay đường xuyên, tạo thành sợi dây dài màu xanh quấn quanh người anh, chỉ cần một đao tầm thường như vậy cũng đủ dần người ra bã rồi. Sợi dây leo quấn chặt như khúc giò lụa, treo ngược anh trên không trung. dây leo này sao dãy không ra chứ? Cô nàng vô cùng hả hê nói với đường xuyên, đương nhiên rồi, bản thân dây leo này chính là thứ không thể giải thoát, ở trong thế giới của ta, ta chính là bà Hoàng giờ ngươi là người của ta rồi, hiểu chưa? Nói rồi cô nàng dùng tay gãi cầm đường xuyên như một con pet, đường xuyên lên tiếng hỏi, ảo thuật sao? Cô nàng vui vẻ giải đáp thắc mắc cho đường xuyên, đáng tiếc, không giống ảo thuật bình thường, ngươi đừng hòng dùng linh lực phá vỡ nó, chỉ có ta đồng ý, ngươi mới có thể ra khỏi nó. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai, đến tiên giới để làm gì, đường xuyên trong tư thế bị treo ngược khó khăn trả lời, a à, chẳng qua chỉ là thí sinh. Đứng có mà ăn nói xà lơ, đây không phải thứ ta muốn nghe, ta sẽ cho người bay màu, nói xong liền búng ngón tay thi triển thuật pháp. Khắc xuất, sợi dây quấn quanh đường xuyên đứt ra làm trăm mảnh, loé sáng cả khu rừng. Tập 72, sau khi làm cho sợi dây leo đứt thành trăm mảnh, cô nàng vỗ hai tay rồi đọc lệnh khắc nhập, được rồi, trở về đây. Lúc này cả người đường xuyên nguyên vẹn xuất hiện, anh cứ nghĩ mình đã bị xé thành trăm mảnh cùng với sợi dây đó rồi ấy chứ, tạ ơn trời đất, ta vẫn còn sống. Cô nàng vô cùng hài lòng với hiệu ứng này đắc ý, "Ra cái vẻ biết sự lợi hại của ta chưa? Ta đã nói, trong ảo ảnh do không vô nguyệt ta tạo ra, chỉ có ta khiến ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Một cơ hội cuối cùng, thành thật nói cho ta biết ai phái ngươi đến, mục đích mai phục trong tiên giới là gì?" Nói rồi cô nàng giơ bàn chân của mình lên, rồi giẫm đạp lên mặt Đường Xuyên như giẫm một con bọ, tư thế như một nữ vương, từ trên cao nhìn xuống, ăn cả bàn chân thối vào mồm. Đường Xuyên không muốn nói cũng phải nói ta nói, ta nói, ta nhận lệnh của tiên đế, bí mật điều tra đặc sứ khâm sai. Có lẽ ngươi cũng nghe nói từ chỗ nhâm trưởng môn rồi, trong tiên giới có gián điệp của ma giới đến, rồi sao người xạo lông tiếp đi. Tên gián điệp này nghe nói có tu vi cao thâm, trà trộn trong cao tầng. Tuy tiên đế nhận được tình báo, nhưng khó mà nhận ra thân phận thật sự của hắn, phái ta âm thầm điều tra. Cô à không tin những lời đường xuyên lắm, bèn vặn hỏi, nếu ngươi thực sự là do tiên đế phái đến, tại sao phải ra tay với nhâm trưởng môn? người nói nghe xem nào đơn giản thôi vì hắn biết quá nhiều rồi chuyện tiên giới có gián điệp tiên đế chưa nhắc với người bên cạnh nhâm trưởng môn biết rất có thể là chúng âm mưu của gián điệp này đại khái gián điệp vì lợi ích gì đó làm mồi nhử kêu nhâm trưởng môn âm thầm phái người điều tra đồng thời tự mình hoạt động bí mật tìm quỷ chết thay như vậy nhâm trưởng môn lấy được chỗ tốt bản thân cũng rửa sạch được hiềm nghi đương nhiên nhâm trưởng môn là bị lừa gạt trong đó trùng hợp là người hắn tìm được là ta ta xóa ký ức của nhâm trưởng môn, đây là đang giúp hắn đó, biết điều mà cảm ơn ta đi. Cô nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đường xuyên, tính thử dọa hắn xem sao, ồ, nói vậy, ngươi là người của ảnh vệ, vậy ta phải từ từ xác minh vậy. Đường xuyên chả có chút xíu lo lắng sẽ bị bóc trần thân phận ngược lại anh còn lên tiếng nhắc nhở cô à, rất khó nói gián điệp trong ảnh vệ cũng có tai mắt. Ta khuyên ngươi đừng nên đánh cỏ động rắn, cô nàng cau mày nhìn đường xuyên, buồn cười, mở miệng là kêu ta tin ngươi. Dựa vào cái gì? một bàn tay mát lạnh đặt lên vai cô nàng cùng một giọng nói lạnh lẽo vang lên dựa vào ta tha cho ngươi một mạng cô nàng phản ứng một cách nhanh chóng vội bật nhảy cao trăm mét tạo một khoảng cách an toàn với đường xuyên rồi không thể tin vào mắt mình kinh hãi lắp bắp hỏi từ từ khi nào ngươi thoát khỏi ảo thuật vậy đường xuyên nhìn cô nàng như nhìn một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trốn thoát ư hạc tiểu thư nói đùa rồi xưa nay ta chưa từng trúng ảo thuật mọi thứ vừa nãy chẳng qua là ảo tưởng sức mạnh từ một phía thôi Câu trả lời này khác gì cú tát và trực diện vào mặt cô nàng, hóa ra tất cả do ATSM của cô nàng tạo lên. Với ý chí ham học hỏi, đào sâu vào gốc rễ vấn đề, cô nàng quyết hỏi bằng được đường xuyên. Từ khi nào ngươi hạ ảo thuật cho ta, lẽ nào, trong ly rượu vừa nãy của ngươi pha thuốc ảo thuật có tính bốc hơi? Đường xuyên cười cười, làm gì phức tạp như vậy? Không phải trước đó ngươi ở trong phòng nhâm đức nghĩa, không phải đã phát hiện tàn dư của thuật pháp sao, là ảo thuật linh chủng mà ta để lại cô nàng nghe vậy thì không khỏi nhìn đường xuyên bằng con mắt khác chậm không ngờ người này lại mưu kế thâm sâu như vậy giờ hình thức bất lợi đối với mình làm dứt khoát không có gì tốt với hắn nếu hắn đã ủy thác cho mình có thể đồng ý với hắn trước sau đó chờ cơ hội hành động quyết định xong xuôi cô nàng cũng thay đổi luôn thái độ giọng điệu đã hợp tác ok tạm thời ta tin tưởng ngươi là người dưới trướng của tiên đế ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì đường xuyên không hề bất ngờ về việc thay đổi thái độ của cô ta cười nham hiểm nói thiên kiếm phái là môn phái đứng đầu tiên giới đương nhiên tin tức nhanh nhạy ngươi có biết chuyện trong tiên giới có mảnh vỡ đĩa bát quái không cô nàng nghĩ ngợi rồi nói quả thật trong tiên giới còn mảnh vỡ của đĩa bát quái ngươi muốn biết cái này để làm gì đường xuyên bình thản nói theo ta biết gián điệp là người của ma giới bọn chúng muốn trùng tu đĩa bát quái dùng chúng tiên tu làm lô đỉnh hấp thụ tu vi để phản công tiên giới chỉ cần trên tay chúng ta có ít nhất một mảnh vỡ kế hoạch của bọn họ không thể thành công ta cần ngươi giấu nó ở một nơi chỉ có ngươi biết. Nghe Đường Xuyên nói vậy, cô nàng đã dần tin tưởng, các dữ liệu Đường Xuyên đưa ra vô cùng khớp, nào là gián điệp của ma giới, đĩa bát quái, phản công tiên giới. Nếu Đường Xuyên là gián điệp, quả thật không cần nói kế hoạch và đĩa ra, lẽ nào hắn thật sự do tiên đế phái đến điều tra. Không còn lăn tăn gì nữa, cô nàng quyết định chốt kèo với Đường Xuyên, chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Trước tiên cho ta ra khỏi ảo cảnh đã. Đương nhiên rồi nói xong hắn búng ngón tay, dịch chuyển tức thời đến một căn phòng không người với nhiều thiết bị máy móc xung quanh vừa đặt chân tới nơi cô nàng đã há hốc đây vì nhận ra nơi này chả khác gì phòng giải phẫu lo lắng hỏi đường xuyên đây là chỗ nào ngươi muốn làm gì đường xuyên lúc này vô cùng chuyên nghiệp khoác trên mình chiếc áo blue trắng và đang đeo nốt chiếc găng tay thản nhiên như không nói giúp ngươi lấy ảo thuật linh trùng ra tập 73 lúc này hạc di đang nằm trên giường giải phẫu mặc ngươi muốn làm gì thì làm vì là lần đầu làm chuyện ấy nên cô nàng có chút lo lắng hỏi, đây là ảo thuật gì, phải dùng cách này để giải trừ. Đường xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn cô nàng nghiền ngẫm nói, loại ảo thuật linh chủng này. Trên bản chất không giống với ảo thuật mà người tu tiên học được, ảo thuật bình thường ở trước mắt người sẽ giống như che một mảnh vải. Mà sau khi linh chủng bị chúng ta hấp thụ vào, sẽ mọc dễ trong cơ thể, muốn giải trừ chỉ có loại bỏ tận gốc. Nghe xong giải thích này càng làm cho cô nàng sợ hãi, run rẩy nói, bỏ gốc, ở trong cơ thể ta. Đường Xuyên lạnh nhạt trả lời, "Đúng vậy, giống như thực vật." Cô nàng nhìn Đường Xuyên với vẻ ngờ vực, "Ta chưa từng nghe qua thuật pháp nguy hiểm này, ngươi học được ở đâu thế?" Đường Xuyên nhớ lại một thời huy hoàng, từng song kiếm hợp bích với một kẻ lưu manh dùng cách này đã kiếm được vô số ngọc ngà châu báu, làm cho các cô gái muốn sống không bằng chết, phải cầu xin, "Ưm, um, giết ta đi," nhưng điều này không thể nói ra được, Đường Xuyên kiếm bừa một cái cớ, nói ra thì phức tạp, nếu phải ví dụ, thì trước kia ta đi nước ngoài học tập một khoảng thời gian. Tóm lại, nếu đã hóa giải hiểu lầm rồi, nhân lúc còn sớm lấy ra thì tốt hơn, đường xuyên nhìn cô nàng một lượt từ đầu đến đít. Sau đó dừng lại tại nơi nhất cảm nhất phán, bình thường mà nói, đồ kiểu này sẽ chọn bỏ gốc ở nơi nhạy cảm nhất. Ví dụ như ở đây nói rồi đường xuyên nhìn chằm chằm vào vùng thung lũng bí ẩn của cô em ngọt nước. Chỉ vừa mới chạm nhẹ vào, cô nàng đã không kìm được tiếng rên. Đường xuyên sừng sốt như phát hiện ra một châu lục mới hửng, thật sự là không ngờ. Thân là đại sư tỷ của thiên kiếm môn phái, trải qua nhiều năm tu hành như vậy ngay cả đạo lữ cũng không có hàng vẫn nguyên tem nguyên mác cô nàng co rút toàn thân vì sự xâm nhập lạ lẫm này thấy đường xuyên phát hiện được bí mật của mình không khỏi xấu hổ mắng cái này liên quan gì tới ngươi đường xuyên nói với vẻ cợt nhà thất kính thất kính hiện nay phần lớn người tu tiên đều muốn một bước lên trời song tu có thể nói là lựa chọn hàng đầu của phần lớn người không ngờ người tu tiên thời nay còn có người mộc mạc như hạc tiểu thư vừa nói đường xuyên vừa chuyên tâm thi triển bàn tay vàng khám phá khu vườn bí mật của cô nàng cô nàng thấy toàn thân nóng bừng không kìm nổi tiếng rên phù a à, cả người run rẩy xin đường xuyên chậm một chút đường xuyên mặt không cảm xúc giảng giải cho cô nàng linh chủng này vì để tăng cường hiệu quả ảo thuật sẽ gia tăng cảm giác của người tu tiên chịu đựng một chút đi cô nàng quyết định dứt khoát sướng một lần cho xong cáu kỉnh nói với đường xuyên vậy thì bớt nói nhảm đi ưm um, ra tay đi cô nàng cảm nhận như có, có một bàn tay đang luồn vào hang động cố gắng để lôi một cái gì đó ra gần bắt được rồi còn một chút nữa thôi và sau đó cô nàng cảm giác như trong cơ thể có một cột linh lực đột phá phun trào mãnh liệt lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến một tiếng sau mới kết thúc lúc này tại bên ngoài lối vào sơn môn thiên kiếm phái một người trong đội canh gác phát hiện phía xa có bóng người tiến tới liền đánh động với người bên cạnh này ngươi xem có phải có bóng người không xa xa là bóng dáng một nam nhân đang dìu một nữ nhân có vẻ như do lo lực quá độ mà cô nàng Hạc Di không thể tự mình đi được. Mấy cô nàng đứng canh gác nhận ra bóng người đang tiến lại thì hốt hoảng kêu lên, đại sư tỷ, một người vội vàng tiến đến kéo Hạc Di ra khỏi người đường xuyên lo lắng hỏi. Sư tỷ, tỷ không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì, vị sư tỷ xấu hổ đáp, ta không sao, chẳng qua hơi nhũn chân thôi. Một trong hai cô gái đứng canh gác, hùng hổ rút kiếm chỉ về phía đường xuyên, ngươi là ai, đường xuyên không hề nao núng, trả lời một cách đường đường chính chính ta chỉ là giữa đường gặp sư tỷ các ngươi đưa nàng về mà thôi không cần căng thẳng cô nàng thấy mình trách nhầm người ta liền thay đổi thái độ à ừm cảm ơn đồng đạo này xin hỏi tôn tính đại danh đường xuyên người ra đi đầu không ngoảnh lại phất tay ngầu đét trả lời đường xuyên di xuân phái hai cô gái đỡ sư tỷ nhà mình rồi cười nham nhở ha ta còn lo lắng là hắn làm gì hạc sư tỷ rồi thì ra hắn là tên đàn ông bị phân vào di xuân phái lần này hạc di sợ hai vị sư muội tiếp xúc với đường xuyên sẽ phát hiện ra chuyện mờ ám của mình bèn đánh đòn phủ đầu nhắc nhở ngạn đằng ngạn khiếu các ngươi cách xa tên đàn ông đó một chút hai cô nàng ngoan ngoãn đáp lời vâng ở một nơi khác tử huỳnh vừa đi vừa giãn gân cốt cảm thán ủ ngày đầu tiên trà trộn vào đã một đống việc rác rưởi vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai đúng lúc cô nàng đi ngang qua phòng đường xuyên thì bất ngờ phát hiện phòng anh vẫn sáng đèn thắc mắc không thôi hùng đường xuyên còn chưa nghỉ sao vừa hay thương lượng sau này tìm bát hầu thế nào nghĩ là làm ngay cô nàng hùng hổ mở tung cửa nói lớn đường xuyên liên quan tới chuyện bát hầu chúng ta thảo luận một chút vừa nói hết câu thì cô nàng cứng họng vì không thể ngờ rằng đập vào mắt cô nàng lúc này là hình ảnh vô cùng ướt át không một mảnh vải che thân của nhâm thanh anh tập 74 rất tiếc là không tiếp tục cảnh ướt át xịt máu mũi của tập 73 vì tác giả đã chuyển cảnh sang sáng ngày hôm sau tại sơn môn di xuân phái các nữ đệ tử đang tập trung tại sân điện triều văn tĩnh đang tiến hành giới thiệu hai người mới trước toàn thể tông môn với vai trò làm mc bắt đầu bằng việc thử mic khụ khụ, chúng ta hãy chào mừng hai vị đồng đạo mới gia nhập di xuân phái của chúng ta lần này đầu tiên xin mời tử huỳnh huỳnh tại hạ tử huỳnh huỳnh vẫn mong các vị tiền bối giúp đỡ nhiều hơn tử huỳnh tiến lên rồi cười thật tươi vẫy tay chào hỏi kiểu hoa hậu thân thiện làm cho các nữ đệ tử cảm thán không thôi ai dô muội muội thật xinh xắn muội muội đáng yêu như vậy tỷ tỷ sẽ yêu thương muội nhé thấy phản ứng của đám người này cùng nhiệt như vậy làm cô nàng cũng có chút bất ngờ cảm thán hửm ai dô, mc lên tiếng không mấy thân thiện giới thiệu người tiếp theo đường xuyên đường xuyên tiến lên giơ tay chào kiểu soái ca làm cho các chị em bị hút hồn không nói thành câu hề hey, hắn chính là nhưng mà thấy đám đông đang xôn xao cô em mc có ấn tượng xấu với đường xuyên trước đó quyết định bơm ga bật lửa kêu gọi đồng minh lấy lý do ta chỉ biết trong môn phái toàn con gái lại xuất hiện một tên đàn ông trong lòng mọi người nhất định có hơi e ngại vì để bảo đảm an ninh của môn phái quả thật vẫn phải nghĩ cách tống hắn đi cô nàng vô cùng tâm thuyết giáo mọi người tuy nhiên chả ai quan tâm đến lời cô nàng nói một đám đã bị đường xuyên cướp mất linh hồn đúng là mê dai chỉ có đầu thai mới hết một đám nhao nhao nhìn đường xuyên bình phẩm hề tên này cũng đẹp trai quá chứ hắn chính là người đã vả mặt đại sư huynh thiên kiếm phái ồ quao nhưng trông hắn có vẻ không dễ gắn lắm thấy phản ứng này của đám chị em cô nàng mc tức giận không thôi nè các ngươi nói gì ta đều nghe thấy đó sau đó quay người chỉ tay về nhâm thanh anh đang nhàn nhã nằm trên cành cây giận dữ mắng to còn ngươi nữa cái người nằm trên cây kia về thiên kiếm phái của ngươi đi nhâm thanh anh không xem lời cô nàng kia ra gì kiêu ngạo nói ta bằng lòng chờ ở đây có bản lĩnh thì ngươi đuổi ta về đê sau đó quay qua nhìn ngắm đường tam lòng xuân dạo rực aha là đường tam tiền bối sáng sớm đã có thể gặp được đường tam tiền bối, chuyển đến tiểu viện nhỏ đó cũng không tệ. Nếu không có lão thái bà màu tím đó thì càng tốt nghĩ đến tối hôm qua, bị tử huỳnh phá đám mà tức không thôi, đột nhiên một luồng sáng lóe lên. Chỉ với một tiếng vỗ tay, nhâm thanh anh đã bếch đi nơi khác, cô nàng vô cùng sững sờ, hề sao mình qua đây rồi, mình đang trên cây ngắm trai mà. Thế nào mà lại ở trong phòng của đại sư tỷ Hạc Di, quay về Di Xuân Phái, trưởng môn nào đó không chút hình tượng vừa đi vừa ngáp làm cho đồ đệ của mình phải lên tiếng cảm giảm, đã là giờ nào rồi, sao người mới ra, buổi họp sáng đã mở cả nửa ngày rồi. Cô nàng trưởng môn lười nhác lên tiếng, không phải ta đến rồi sao, đến là được rồi, tử huynh nhìn cô nàng đó một lượt rồi đánh giá. Người đó chính là trưởng môn của Di Xuân Phái, nếu vừa nãy mình đoán không sai, nàng ta chỉ vỗ tay một cái đã chuyển nhâm thanh anh đến nơi khác rồi. Không hổ là người ngồi lên vị trí trưởng môn, tu vi không thể xem thường, tử huynh đang mải nghĩ thầm thì trưởng môn đột nhiên quay lại nhìn cô nàng rồi nói, Ồ, đây chính là người mới nhập môn, tử huỳnh huỳnh nhỉ, cô nàng MC vội vàng lanh tranh lên tiếng binh vực tử huỳnh, tuy tiên căn không lý tưởng, nhưng căn cốt ưu tú, hợp luyện thể. Trưởng môn nhìn tử huỳnh đánh giá, cười đầy thâm ý nói ồ, vậy à, tử huỳnh tỏ ra cung kính chào hỏi, bái kiến trưởng môn, trong lòng thì nghĩ, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn của nàng ta. Tiếp cận bát hầu chỉ là vấn đề thời gian, sau đó thể thốt hứa hẹn, đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng, sớm ngày thăng tiến tu vi góp chút sức mọn vì môn phái. Trưởng môn cười vô cùng xinh đẹp, hất mái tóc dài nói, ai ia, không cần căng thẳng như vậy, thời cơ chín mùi ắt sẽ thành công thôi. Sau đó tiến lại gần rồi nâng cầm tử huỳnh, nói đầy ý vị thâm sâu, nhưng mà, tu hành ở di xuân phái bọn ta không đơn giản như vậy đâu nhớ. Chuyển cảnh, đến một trong những nơi ăn chơi xa đọa bậc nhất thiên giới, câu lạc bộ thiên thượng tiên giới. Bên trong một căn phòng xa hoa, có hai tên đàn ông đang trò chuyện, tên có mái tóc xanh cuốn lô niềm nở hỏi feedback của người đàn ông đeo kính. Hình trưởng môn, quán rượu này của ta từ trong ra ngoài vẫn là một cửa tiệm mọi người ở nhân giới đều biết, người xem thấy thế nào. Vị trưởng môn được hỏi ý kiến ra vẻ suy ngẫm, nói ừm, cảm thấy cũng được, nhưng mà có phải thiếu chút gì đó không? Tên tóc cuốn lô ra vẻ thần bí trả lời, đó, là đương nhiên, sắp tới rồi, dứt lời hắn ta huyết sao gọi các đảo. Vào cả đi các em, các em đào nhanh chóng bước vào, em nào em lấy đều xinh tươi mơn mởn, đảm bảo tôn chỉ nói không với nép. Tên tóc cuốn lô, cười dâm tà hỏi, hình trưởng môn, ý người thế nào, lão ta vô cùng thích trí hồ, được nha, được nha, làm việc nhanh nhẹn, lại. Like. Thấy thời cơ đã chín mồi, tên tóc cuốn lô cười nịnh nọt hỏi luôn lão ta vụ hợp tác đầu tư, vậy, về chuyện bọn ta nhận thầu bảo vệ, chưa để tên này nói hết câu. Hình trưởng môn không vui nói, thiên lao sơn gấp thế làm gì, bản tọa từng nợ ngươi khi nào chưa, thấy vậy tên tóc cuốn lô vội vàng xoa dịu, ầy, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Tâm trí tên trưởng môn đang ngập tràn nữ sắc, hơi đâu mà bàn việc khác, lão ta nhanh chóng phát hiện một con mồi mới, cảm thán ồ, đây thật sự là hàng hiếm nha, hắn ta vô cùng hài lòng, nhắm ngay Tử Huỳnh kéo ngay lên đùi mình. Bị lôi kéo bất ngờ, Tử Huỳnh không kịp phản kháng, lão ta nhìn cô nàng xăm soi, rồi nói với giọng trêu đùa, ta nhớ ngươi là người mới gia nhập Di Xuân phái lần này nhỉ? Sáng sớm đã ra ngoài tu hành, rất có chí cầu tiền nha vừa nói lão ta không quên sờ nắm bàn tay của tử huỳnh hài lòng khen ngợi ừm mềm mại trắng trẻo như bạch ngọc vậy trong rất nhiều nữ tu tiên đây còn là trải nghiệm chưa từng có ngươi đến từ đâu vậy tử huỳnh bị ép ngồi lên đùi lão ta trong lòng thì chửi thầm mà nó cái gọi là tu hành lại là làm chuyện hạ lưu này rốt cuộc di xuân phái có chuyện gì vậy thật muốn chặt tay người này bỗng đột nhiên một xô nước từ đâu đến đáp thẳng mặt tên trưởng môn làm cho lão ta tịch cả máu dê trong người khụ 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 vì sặc nước, cũng nhờ vậy mà Tử Huỳnh thoát khỏi cái móng heo của lão. Lão ta tức điên, lộ khí xung thiên, chửi đồng, chuyện tốt của tên khốn nào làm, đứng ra cho ta. Đường xuyên tay cầm cái xô, mặt mũi tươi cười, thật ngại quá, ta trượt tay, rồi thì ngại giữ Cộng Hòa. Tập 75, chỉ là một tên nhãi nhép bồi bàn mà dám đổ nước vào mặt lão, danh dự của lão phải giúp đi đâu, không để cho chuyện này chìm xuống. Lão ta chỉ tay thẳng vào mặt đường xuyên quát, ngươi là thứ gì lại dám tát nước vào mặt ta thấy lão ta lửa giận công tâm mấy em đào vội vàng lấy khăn lau người vuốt lông lão ta nhìn đường xuyên từ trên xuống dưới sau đó nhớ ra à ta nhớ ra rồi ngươi chính là tên người mới thu hút sự chú ý trong nghi thức nhập môn đường xuyên phong thái ung dung đối đáp lại được sự hậu ái của hình trưởng môn còn nhớ rõ tại hạ tên trưởng môn ra cái vẻ khen gợi đường xuyên không ngờ nha không ngờ trong tiên giới còn lại người mang lòng chính nghĩa như vậy lão phu vô cùng vui mừng nếu không phải phân vào di xuân phái át hẳn có thể trở thành nhân vật độc nhất vô nhị đáng tiếc mà đấy là người khác sẽ nói như vậy còn với ta thì ngươi đáng đời đường xuyên thấy lão ta cậy già đầu dạy đợi châm chọc nói dạy dỗ một bao cỏ thì tưởng mình phong quang vô hạn thử vào di xuân phái xem có bị chôn vùi không thấy đường xuyên dám trả treo như vậy lão ta tức giận xuất trưởng lực ở bàn tay mỉa mai nói với đường xuyên dùng manh khóe cặn bã này thu hút sự chú ý của ta ngươi thành công rồi đó tưởng rằng bản thân là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó thật à muốn anh hùng cứu mỹ nhân ư hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi dứt lời lão ta tung đòn về phía đường xuyên ấy thế mà đường xuyên chỉ dùng một ngón tay để đối phó với lão hai chữ nhận lệnh này viết thế nào uy lực từ ngón tay đường xuyên nhanh chóng khuếch đại dần nút trưởng trưởng lực của hình trưởng môn khi lão ta sắp không chống cự được nữa thì trưởng môn di xuân phái đột ngột xuất hiện phá vỡ cục diện ai ra hình trưởng môn ra ngoài chơi đùa vui vẻ thôi cần gì động tay động chân với loại người hết thời chứ. Để không bị lộ chuyện thiếu chút nữa đã thua tụt quần, lão ta tỏ ra bình tĩnh chất vấn ngược lại. Vũ trưởng môn, đây chính là đồ đệ quý hóa mà ngươi dẫn đến à, vậy mà dám tạt nước lên người của ta. Cô nàng xòe quạt cười duyên dáng, hắn vừa nhập môn, hôm nay là ngày đầu tiên sợ chưa thích ứng, phòng này xem như bồi thường cho trưởng môn, ngày khác. Ta kêu các tỷ muội trong phái đến cửa xin lỗi, bồi thường cho ngài được không, lão ta biết làm căng cũng không được gì nên đành nói, hừ, may là ta còn tốt tính nhân lúc còn sớm ngươi nên mài tâm tính của hắn để hắn nhận lệnh yên ổn một chút bằng không ngày tháng chịu khổ còn ở phía sau cô nàng cười cười cảm ơn hình trưởng môn chỉ dạy ta sẽ tự dạy dỗ người trong môn phái lại không phiền hình trưởng môn phí sức lúc rời đi lão ta vẫn vô cùng tức giận hừ một địa tiên nhỏ bé một lúc sau tại phòng quản lý chính thiên thượng tiên giới một giọng nói cảm giảm vang lên cho nên ta đã nói rồi mà tên đường xuyên này không giữ được người xem ngày đầu tiên giao việc hắn đã gây chuyện rồi, hôm nay chưa chọc lão bà thô kệch của vụ đạo môn, ngày mai thì dám đập bể đầu tiên đế đại nhân làm á. Nếu chuốc họa vào thân, các tỷ muội trong môn bị người ngoài ức hiếp, chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Triều Văn Tĩnh, cô nàng thủ dài nhớ lâu. Trưởng môn nào đó không mấy bận tâm với lời nói của đệ tử, được rồi, chuyện cũng đâu lớn mấy, dù sao tên hình bất vi chảnh cho đó, sao có thể kể chuyện bản thân bị tạt nước với người khác chứ. Hơn nữa ta đã cứu hắn một mạng mà, rồi nhìn để tự mình ra vẻ mau khen ta đi, dáng vẻ nằm dài trên giường, tay cầm tẩu thuốc, vừa lười biếng vừa quyến rũ. Triều Văn Tĩnh vô cùng bất lực với trưởng môn nhà mình, vâng vâng vâng, muốn xúc đường xuyên từ trên tường xuống, đó thực sự lãng phí sức lực, nhờ có vũ trưởng môn bớt việc cho chúng ta, không. Người ta cứu, là tên hình bất vi đó, trưởng môn nào đó nhà khói, lạnh nhạt nói. Cô nàng đệ tử không tin vào tai mình, ngỡ ngàng hỏi lại hề, cứu hình trưởng môn, là sao, tuy nhiên vị trưởng môn nhà cô nàng lại điềm nhiên như không nói chuyện nhỏ thì không cần để ý nhưng chuyện lần này do đường xuyên tạo nên cứ phạt hắn và tử huỳnh huỳnh cùng đi dọn dẹp xử lý hậu quả để xem hiệu quả về sau nghe trưởng môn phân phó cô nàng nhanh chóng đáp lời ta hiểu rồi sau khi đệ tử rời đi vũ vân nghĩ tới tư vị mất hồn cùng đường xuyên trong khu rừng đó sao nỡ đuổi tên đường xuyên đi được chứ trong lúc đó hai người đường xuyên tử huỳnh đang bị phạt dọn vệ sinh tử huỳnh không ngừng càm giảm với đường xuyên tương lai tác dụng của hắn đối với ta rất lớn đó. Đáng ghét, không ngờ Di Xuân phái này vốn không phải môn phái tu tiên nghiêm chỉnh gì, nhớ tới bị một tên giả dê mình. Cô nàng không kìm được tức giận, bẻ luôn cây chổi trong tay, mặc kệ Đường Xuyên đang lau dọn. Cô nàng vứt quách cái chổi gãy đi, tìm một chỗ ngồi nhàn nhã đặt mông, sau đó nói chuyện với Đường Xuyên, không ngờ Di Xuân phái lại là thanh lâu của tiên giới. Môn phái yếu ớt như vậy, cho dù thành đại đệ tử nội môn cũng không có cơ hội có thể nhìn thấy người cấp bậc trưởng lão. Càng đừng nói tới tìm thấy bát hầu, đường xuyên, chúng ta phải nghĩ cách khác mới được. Đường xuyên không cho là vậy, dễ gì mà hắn vào được một nơi toàn là mỹ nữ, vì vậy ra vẻ chính đáng khuyên cô nàng, ta thấy không cần, như vậy ngược lại là đường tắt, nếu theo kế hoạch ban đầu. Chúng ta làm gián điệp của tiên giới, từng bước góp danh tiếng, càng làm càng mạnh, một là thời gian quá lâu, chiến tuyến kéo quá dài, hai là rất khó đảm bảo sẽ gây loạn. Những nơi phong nguyệt, nhiều người thị phi, rượu vào lời ra, lời gì cũng tuôn ra được, Ví dụ như đại nhân vật như hình trưởng môn cũng sẽ lui tới, chỉ cần khiến họ vui, nói mấy lời sao rỗng, tin tức của bát hầu có thể lấy dễ như trở bàn tay. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Đường xuyên lại ngập tràn hình ảnh các cô em chân dài, thân hình bốc lửa. Nghĩ đến cuộc sống xung quanh ngập tràn nữ sắc, hắn tất nhiên sẽ không để tử huỳnh đi, vì vậy lại nêu ra những điểm vô cùng tốt khi ở Di Xuân phái, như là trong Di Xuân phái này, thấy như mỗi ngày đều lộ mặt nhưng có mấy ai nhớ được tên tuổi của ngươi, cộng thêm ấn tượng về môn phái yếu ớt gần như là chiếc ô bảo vệ tự nhiên, tử huỳnh nghe vậy thấy vô cùng hợp lý, nhưng vẫn không cam lòng. Ha, à, ngươi còn cáo già hơn ta tưởng tượng, nhưng theo như ngươi nói là muốn ta đường đường con gái của phó tông chủ siêu hồn tông đi uống rượu mua vui với người khác. buồn cười, cô nàng kiêu ngạo nhìn đường xuyên, thấy cô nàng nhắc tới cha mình, đường xuyên bèn nhắc nhở cô à mối quan hệ bất hòa của hai người. không phải ngươi sắp không đội trời chung với cha ngươi sao? lúc này lôi ông ta ra làm gì? hứ mặc dù không ưa lã cha nhưng ô dù của ông ta thì vẫn phải ôm đường xuyên tiếp tục nói thêm về lợi ích khi ở lại đây ngoại trừ bát hầu còn có thứ đáng để chúng ta ở đây thăm dò chi tiết cô nàng cáu kỉnh nhìn đường xuyên không kiên nhẫn nói có gì mau nói có dám mau thả đường xuyên cười cười đầy thâm ý nói với cô nàng mảnh vỡ đĩa bát quái giấu ở tiên giới tập 76 sau một hồi còng lưng dọn dẹp tử huynh cũng xong xuôi công việc cô nàng quay trở về căn phòng của mình đặt lưng xuống giường thở phào nhẹ nhõm phủ cũng xem như dọn xong cái bãi chiến trường rồi người của tiên giới từ trên xuống dưới không ai không tham lam háo sắc trốn phong nguyệt còn được hoan nghênh hơn nơi tu luyện tu luyện nghiêm túc chưa chắc có thể trèo lên nhưng nếu có thể nắm được sở thích của thượng tiên vậy nhất định là con đường rộng mở tiên giới và ma giới không giống nhau quả nhiên không thể xem thường cô nàng cầm viên đan dược ngắm nghía thối ma đan đường xuyên nói quả thật là một cách tiết kiệm rất nhiều phiền phức và lựa chọn không cần thiết cô nàng ngẫm nghĩ đường xuyên hiện tại vẫn còn hữu ích tạm thời chưa đối phó với hắn, vì vậy quyết định bóp nát viên đan dược. Cô nàng vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh, đợi mình tìm ra phân thân của bát hầu, rồi mang mảnh vỡ đĩa bát quái về. Đừng nói siêu hồn tông, vị trí trưởng lão để chống của ngưu trưởng lão nói không chừng sẽ thuộc về mình. Đột nhiên cô nàng nghĩ tới một chuyện, đợi đã. Trầm mê mỹ sắc, không màng tu luyện, nói như vậy, trong tiên giới thật sự có rất nhiều bao cỏ rồi, tiên giới có khả năng vốn không chịu nổi một kích. Nghĩ kỹ lại không phải vô lý, đại chiến tiên giới lần trước có thể đánh thắng rất có thể chỉ dựa vào vị tiên tôn vô danh đó giờ không ai biết hắn ngã xuống hay chưa nói không chừng là một cơ hội phản công tốt không không thể đưa ra kết luận bừa bãi ta cần nhiều tin tức hơn nếu mà giới có quỷ thị vậy tiên giới chắc cũng có nghề nghiệp giống như vậy đến lúc đó lại nghĩ cách cứu ma hoàng đại nhân ra chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên ai đó muộn như vậy rồi hóa ra là nhâm thanh anh cô nàng tươi cười hớn hở chả cần người mời đã tự mình bước vào, trên tay cầm theo giỏ đồ ăn, dô, tỉ tỉ tan làm rồi hả? Vừa thấy mặt nàng ta tử huỳnh như nuốt phải rồi, không chút nghĩ ngợi, dùng phép đóng sầm cửa lại, đúng là xui xẻo, nửa đêm gặp ma. Tuy nhiên, đâu dễ gì mà đuổi được thanh anh đi, cô nàng vẫn mặt dày mày dạn đi vào, sao tỉ tỉ lạnh nhạt vậy, ta đặc biệt mang trái cây đến thăm tỉ này. Cô nàng dùng pháp thuật, phá giải mở cửa bước vào phòng, mời tử huỳnh anh trái cây, thấy cô ả à chả khác gì chuột đến cúng mèo, tử huynh cảnh giác dùng kim thử độc cây kim nhanh chóng bị chuyển màu tím lịm khói độc bốc lên rồi lườm thanh anh cháy mắt biết ngay cô ta không tử tế thấy kế hoạch của mình bị phát hiện cô nàng chả có tí chột xạ nào cười nham nhở ai ra bị phát hiện rồi tử huynh quá mệt mỏi với cô nàng này bèn nhắc nhở ta từng nói ngươi muốn theo đuổi đường xuyên thì đi đến phòng hắn tìm hắn ngươi đến chỗ ta muốn làm gì cô nàng tươi cười nịnh nọt nói ra ý định đến đây của mình thực lực của ta dưới tỷ. Cái đó trong kỳ thi nhập môn ta đã hiểu sâu sắc rồi, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện hữu dũng vô mưu nữa, thì tốt xấu gì các ngươi cũng xem như là đạo lữ cũ mà. Nếu tỷ và Đường xuyên chia tay rồi, vậy thì ta muốn nghe ngóng vài chuyện từ chỗ tỷ tỷ, liên quan đến đường xuyên tiền bối, nói xong cô nàng còn dùng vẻ mặt tấu hài với Tử Huynh. Tử Huynh nhìn nàng ta nhếch mép cười, vui vẻ khi có thịt dâng đến miệng, ngươi muốn nghe ngóng drama về đường xuyên. Cũng được, nhưng mà làm một cuộc trao đổi, ta cũng có chuyện muốn biết muốn ngươi giúp ta nghe ngóng. Thanh Anh liền đồng ý không chút do dự, không thành vấn đề, chỉ cần có thể đổi được tin tức nội bộ của đường xuyên tiền bối. Thấy đã đạt được mục đích, tử huynh bèn tiến lại gần hỏi nhỏ, vậy muội muội có biết, mảnh vỡ đĩa bát quái rơi ở tiên giới, hiện giờ ở đâu không? Tử huynh nhìn nhâm Thanh Anh, vẫn đang đắm chìm trong thế giới tình màu hường, trong lòng vui vẻ không thôi. Tuy không biết đường xuyên có sức hấp dẫn gì, có thể mê hoặc tiểu cô nương thành dạng này, nếu ngươi đã không cua được, vậy ta mượn dùng một tí cô nàng không chút nghĩ ngợi hồn nhiên trả lời câu hỏi của tử huỳnh trong kho bảo vật của lão thái bà lolita trên đống gạch vỡ linh xà đảo làm cho tử huỳnh sốc ngang vậy mà trả lời liền thanh anh nói tiếp thứ đó vốn dĩ là cha ta cất ta nhớ còn khá cứng lúc nhỏ lấy nó vẽ trên đất nhưng sau này bị lão thái bà đó phát hiện lấy đi từ trong tay ta ta nghe nói đó là đồ gì của thượng cổ để lại tỷ tỷ cần nó làm gì thấy thanh anh đột nhiên hỏi lý do làm cho tử huỳnh ấp úng bèn nghĩ ra cái cớ à à ta cũng chỉ muốn cất giữ thôi trong lòng thì như mở cờ trong bụng đi mòn đế giày tìm không thấy giờ lấy được lại không mất công kho bảo vật của linh xà đảo trong đó có mảnh vỡ đĩa bát quái kha kha được của nó thanh anh lúc này vô cùng vui vẻ hỏi lần này đến lượt tỷ tỷ trả lời ta một nghìn câu hỏi vì sao về đường xuyên một bên khác phòng của vũ vân trưởng môn di xuân phái không ai có thể ngờ rằng vị trưởng môn đạo mạo buổi sáng giờ đang nằm dưỡng dẹo trên giường miệng không ngừng ngâm nga ươm um phù Đường xuyên, ngươi rất có bản lĩnh đó. Nếu chỉ nghe tiếng ưm a của cô nàng, thì tưởng đâu hai người đang đánh vần, ai mà ngờ rằng đường xuyên lại đang massage chân cho cô ta. Đường xuyên khiêm tốn trả lời, trưởng môn quá khen, nắm chắc sáu vị trí trên cơ thể là công cơ bản của tu hành. Nhưng mà trưởng môn gọi tại hạ đến, lại đuổi người bên cạnh đi, chắc không đơn giản là kêu ta massage cho người thôi chứ. Cô nàng vui vẻ thừa nhận ha ha, trả lời đúng rồi, muốn cùng ta làm một đại nghiệp trong tiên giới không? Nói xong cô nàng đặt bàn tay lên vai đường xuyên quyến rũ nháy mắt. Tập 77, cô nàng tiếp tục ti quang bả đường xuyên, muốn cùng ta làm một sự nghiệp lớn ở tiên giới không? Hai người quấn quýt nhau trong tư thế vô cùng mờ ám, đường xuyên nhìn cô nàng nghi ngờ hỏi sự nghiệp lớn, cô nàng thay đổi tư thế, chuyển thành nằm xuống dưới, phô bày đường cong quyến rũ nhất. Rồi nói, đại chiến tiên ma lần trước, tuy nói kết thúc với chiến thắng áp đảo của tiên giới, nhưng vô danh tiên tôn không màng danh lợi, khiến người có dã tâm lợi dụng sơ hở ngoài mặt mọi người nói là công lao của vô danh tiên tôn nhưng bọn họ ôm chặt thành quả của thắng lợi xây dựng tiên giới ngay sau đó cộng thêm bên dưới một đám người xua nịnh nhân tố quyết định đại chiến thắng lợi biến thành tiên đế lãnh quân có phương pháp cộng thêm các môn phái thực lực mạnh mẽ còn về phần vô danh tiên tôn cô nàng nghĩ ngợi rồi nói tiếp dù sao chỉ là một tảng đá lớn có chuyện hay không khen vài câu là được nhưng thực tế bọn họ rõ ràng hơn bất cứ ai bọn ta lúc đó cũng không chiếm thượng phòng cô nàng nhớ đến cuộc chiến tiên mà năm nào mọi người phải gồng gánh ra sao tiếng chém giết gào thét cút về ma giới đi đều qua đây bên này còn một tên xem ra quân đội lớn đều giải tán rồi bọn ma giới lúc đó muốn bắt cô nàng về làm lô đỉnh vũ vân lúc đó quyết chiến đến cùng cầm vũ khí trong tay mạnh mẽ đối chiến được thôi ta muốn xem thử ai muốn làm thái giám đầu tiên lúc đó cô nàng bị một đám hội đồng quay một đám cười bỉ ổi nhìn chằm chằm cô nàng còn dáng chống cự tiên giới các ngươi sớm quân lính tan rã rồi. He he, ta thích kiểu em gái như ngươi, lúc đó cô nàng đã nghĩ cuộc đời kết thúc từ đây, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói, đồng đạo, nhường đường, làm cô bất ngờ quay người lại. Hề! Hey. Một tia sét mạnh chưa từng thấy đánh thẳng về phía bọn ma tu, giọng nói đầy nội lực vang lên, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Chỉ trong tích tắc, đám ma tu bị đánh cho tay tua, luồng sấm sét như có mắt đánh khâu trượt phát nào, làm chúng kêu gào thảm thiết, tên nào dám to gan hộ giá hộ giá ma hoàng đại nhân ma hoàng đại nhân bại rồi mau giải tán lúc đó vũ vân sững sờ tại chỗ không ngờ trên đời lại có người mạnh như vậy cô nàng nói kể cho đường xuyên với khuôn mặt si mê về vô danh tiên tôn nếu không phải hắn dũng cảm đứng ra không phải hiện giờ tiên giới như thế nào tóm lại may mắn là sau đó ma giới luôn không có hành động lớn ma hoàng cũng ngoan ngoãn bị nhốt trong lao tiên giới mới không xảy ra đại loạn gì tiên tu các đường cũng có thể an cư lạc nghiệp nhưng những ngày tháng này xác định không dài, cây mục gốc sớm muộn có ngày cũng sẽ đổ. Hú chi ma giới ấp ủ muốn phản công, càng cần có người đứng ra, đường xuyên không muốn tiếp tục nghe cô nàng nói nữa, bèn đứng dậy định rời đi. Trước khi đi không quên nhắc nhở cô nàng, vũ trưởng môn ở trong vực hồng trần mà tâm lo thiên hạ, thật sự là nằm gai nếm mật. Chịu tủ nhục gánh trọng trách, cô nàng lại quay về bộ mặt xà lơ thường ngày, làm tú bà cũng không có gì không tốt. Một tú bà xuất thân môn phái yếu nhất tiên giới, không ai hoài nghi điều này. Đường xuyên nhìn nàng ta dò xét, vậy sự nghiệp lớn mà ngươi nói là chuẩn bị thay đổi triều đại của tiên giới, cô nàng mỉm cười phủ nhận, không phải, ai lại đi làm chuyện nguy hiểm đó chứ. Chỉ là muốn nhắc nhở tên mập đó một chút thôi, cô ả à nhăn nhở cười, Đường xuyên nghe vậy không khỏi tối sầm mặt. Đột ngột cô ả à thay đổi cảm xúc, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, tiếp tục nói, nhưng nếu hắn vẫn như nước đổ lá khoai thì mọi chuyện không dừng lại ở nhắc nhở đâu. Đường xuyên quay người nhìn cô nàng, từ chối hiểu, đáng tiếc ta chẳng qua là một người tu tiên bình thường, sợ là không giúp được gì cho trưởng môn. Cô nàng xòe chiếc quạt trong tay, nói với vẻ đầy ái muội, đồng đạo khiêm tốn rồi. Thực lực của người ta dùng thân thể ghi nhớ đó, hửm, dựa theo nồng độ linh khí, vị trí trưởng môn rất có thừa. Nhưng đóng vai thí sinh, thật biết chơi đùa tình cảm, cô nàng áp sát núi đồi vào cánh tay đường xuyên, cả người hưng phấn, ngay cả cái đuôi cũng xòe ra ngoe ngoáy. Rồi tiếp tục buông lời tán tỉnh, nhưng mà, ta thích kiểu người như ngươi, cho nên, đồng đạo bằng lòng trợ giúp ta một tay không? Đường xuyên lạnh lùng buông lời từ chối, ta chỉ làm chuyện ta thích. Rồi không chút lưu tình, đẩy nàng ta ra, tử trì nhục lâm cũng được, thanh liêm cũng mặc, tiên giới hiện giờ như thế nào, ta không hứng thú, bao gồm cả kế hoạch nhỏ của ngươi. Dứt lời đường xuyên liền người ra đi đầu không ngoảnh lại, cứ thả hắn đi như vậy không sao chứ trưởng môn, triều văn tĩnh anh hùng núp trên trần nhà nãy giờ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vũ Vân bất lực trả lời, không thả hắn đi còn có thể làm gì dựa vào ta và ngươi sợ là ngay cả hai chúng ta liên thủ cũng không chống đỡ nổi cô nàng đệ tử nhảy xuống nghe trưởng môn nói vậy thì vô cùng bất ngờ hể hey, thì ra hắn lợi hại như vậy sao hoàn toàn không nhìn ra vũ vân nói với đệ tử của mình toàn thân trên dưới tên đàn ông này đều là bí mật ta không thích cảm giác này văn tĩnh ngươi phái vài người giám sát hắn cô nàng nhanh chóng nhận lệnh được lúc này trong một khu rừng không tên một nhóm người đang bị tập kích tiếng la hét thảm thiết vang lên ngươi, các ngươi là ai? Dừng tay, các ngươi biết ta là vụ đạo môn, ưm a, à. chỉ trong chốc lát, nhóm người này đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kẻ đứng sau cuộc tập kích là hai cô gái một tóc dài, một tóc ngắn, cả hai đều trang bị khẩu trang 3D đen hoạt tính, cô nàng tóc ngắn hài lòng cười he he, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn, môn phái còn lại đều là của ta, cô nàng tóc dài lên tiếng nhắc nhở, đừng quên, tản khí tức của ma tu, biết rồi cô nàng tóc ngắn không mấy vui trả lời. Đúng lúc này cô nàng tóc dài phát hiện, Hùng, diều giấy của sư tỷ sẽ không phải đổi ca đó chứ ta mới suy nghỉ cô nàng tiến lên cầm diều giấy đọc ồ nhiệm vụ theo dõi hơn nữa còn là tên đường xuyên đó thú vị đây hai cô nàng cởi khẩu trang lộ ra khuôn mặt quen thuộc hai cô gái thuộc di xuân phái từng bắt cóc tử huỳnh vào hang động mấy hôm trước tập bảy tám ngày hôm sau hai người tử huỳnh và đường xuyên tiếp tục công việc dọn dẹp vệ sinh trong lúc lao động hang say tử huỳnh bèn kể cho anh nghe về manh mối của mảnh vỡ lưu thần Đường xuyên cố tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên dữ, ngươi nói, mảnh vỡ đĩa bát quái có manh mối. Ồ, thật sự là thu hoạch bất ngờ nha, tử huynh nhìn đường xuyên với vẻ bớt diễn đi, thẳng thừng bóc phốt, ngươi không cần giả vờ làm cái dáng vẻ kinh ngạc. Thấy cô nàng đã biết tổng, đường xuyên bèn hỏi thằng, sao ngươi lấy được tình báo này, cô nàng vừa lau kính vừa trả lời với giọng chua lòng, ta hỏi được từ chỗ tiểu mê muội của ngươi đó. Xem ra nàng ta thật sự luôn thâm tình với ngươi, giờ vẫn chưa muộn, sau này thu nàng ta ắt có tác dụng, Đường Xuyên tỏ ra vẻ chính nhân quân tử nói, nàng ta thực sự có mấy phần nhan sắc, chỉ đáng tiếc hai đạo tiên ma song tu sẽ bạo thể mà chết, sợ là ta không có phúc hưởng. Cô nàng nhìn Đường Xuyên đầy ý vị, "Hề, sắc ma trong mắt chỉ có sắc đẹp, đến lúc đó ngươi dẫn nàng ta về, làm lô đỉnh cũng được, ắt có thể khiến công lực ngươi tăng vọt." Đường Xuyên liếc nhìn cô nàng, "Ồ, cái này thì đúng, thấy mọi chuyện chuẩn bị đi quá xa, Tử Huỳnh lên giọng nhắc nhở, trở lại chuyện chính. Nếu Nhâm Thanh Anh nói không sai, mảnh vỡ đĩa bát quái thật sự trong tay đảo chủ linh xà đảo vậy chuyện tiếp theo phải làm là nghĩ cách vào trong kho bảo vật tìm ra nó có quả cân này cộng thêm công lao của bát hầu địa vị của ta ở ma giới nhất định có thể vượt qua tên đó đến lúc đó nghĩ đến viễn cảnh có thể bóp nát lão cha của mình cô nàng không kìm được sung sướng đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan ảo tưởng của cô nàng nè làm việc đi đừng nói chuyện nữa sắp họp sáng rồi đến đại sảnh tập hợp Chủ nhân của giọng nói này chính là của Triều Văn Tĩnh, hai người đi theo cô ta. Vừa đi vẫn không quên thì thầm thảo luận. Vậy thì, chúng ta nghĩ cách thu thập tin tức liên quan đến linh xà đảo mới được, đường xuyên nói ra ý kiến của mình. Tử huynh lại nghĩ khác, trước đây tự ngươi từng nói thiên thượng tiên giới là nơi tiên giới các đường sẽ lui tới. Chúng ta chỉ ôm cây đợi thọ là được, Văn Tĩnh thấy hai người thì thầm gì đó mờ ám, muốn căng tai để nghe lén mà không được. Đi được một đoạn cô nàng hơi dừng lại, đánh mắt ra dấu cho đồng bọn phía xa. Đang núp trên một cành cây cổ thụ phía xa, cô nàng tóc ngắn nhận được tín hiệu của sư tỷ, thì biết hai người bọn đường xuyên được sư tỷ dẫn ra ngoài rồi, sau đó quay ra hỏi cô gái tóc dài, "Tỷ tỷ tình huống bên tỷ thế nào?" "Không thành vấn đề, đều ghi lại rồi, cô à đã cài đặt xong thiết bị nghe lén, vô cùng tự tin với kế hoạch của mình, dù sao xếp lớp là sư tỷ Văn Tĩnh, gom hai người bọn họ lại là không gian bí mật, nhất định sẽ thương lượng vài chuyện bí mật, trong phòng đó ta đã sắp xếp thức thần tổn thủ nếu bọn họ nói chuyện sẽ ghi lại hết lại nghe thử xem bọn họ đang thảo luận cái gì mà không muốn người ta nghe xong việc hai cô nàng nhảy xuống khỏi chỗ ẩn nấp lúc này âm thanh kỳ lạ từ thiết bị nghe lén vang lên hướng vân đoan an 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 làm cho hai cô nàng đứng hình âm thanh kỳ quái gì đây cô em tóc ngắn nghi ngờ hỏi tỷ tỷ thức thần của tỷ không nghe quản giáo đây là chạy đi ghi âm à cô nàng tóc dài vô cùng chắc chắn đã cho chúng ăn no nên phủ nhận suy nghĩ của cô em không thể nào ta mới cho nó ăn linh thạch mà, hai cô ả làm sao có thể biến được cái máy nghe lén đó đã bị thỏ ngọc của đường xuyên diệt gọn. Xong xuôi thỏ ngọc báo cáo đường xuyên, bẩm chủ nhân, hành động thành công, đường xuyên vô cùng hài lòng cho bọn thỏ lui xuống, nhận được. Lúc này Vũ Vân trưởng môn khoan thai bước vào, trong bộ cánh thướt tha màu hồng, vỗ tay gây chú ý, ok, nhìn ta nào, người đến đông đủ chưa, ta nói vài câu. Tối nay, người của Linh xà đảo bao sân, phải cho đệ tử mới nhập môn tổ chức buổi họp chào mừng, Tuy nói như vậy, nhưng mà cuối cùng sẽ biến thành mạnh ai nấy chơi. Các vị, lên tinh thần, phục vụ bọn họ cho tốt, hiểu rõ chưa, đám đệ tử phía dưới đồng thanh hô, vâng, vũ trưởng môn. Văn tĩnh bắt đầu phát tài liệu cho mọi người, phân phó truyền tài liệu xuống, phía dưới phối hợp nhiệm vụ, mọi người lắng nghe chi tiết nhà. Cô nàng tử huỳnh cầm tài liệu trong tay, lòng không khỏi mừng thầm, thiên thời địa lợi, đúng lúc lần này là người của Linh xà đảo. Nhân cơ hội này kéo một tên đang say vào góc, ép hắn nói ra bí mật, cô nàng vô cùng sửng sốt với lượng thông tin trong tài liệu đây đây là thông tin liên quan tới đệ tử của linh xà đảo hơn nữa không chỉ là tu vi sở thích làm việc nghỉ ngơi đến quan hệ xã hội đều có chi tiết như vậy không ngờ tài liệu lại biến thái đến vậy văn tĩnh ở phía trên bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho từng người giáp tỷ chịu trách nhiệm lãnh đạo đón khách dựa theo kế hoạch dẫn người đến phòng được chỉ định vâng ất tỷ và bính tỷ chịu trách nhiệm phòng ăn nhất định phải nhớ kỹ tỷ lệ dùng thuốc ta không hy vọng xuất hiện không tỉnh lại Hiểu rõ, sau đó cô nàng hô to khẩu hiệu, được, mục tiêu của chúng ta là gì? Phía dưới đồng thanh hô, nhạn qua nhổ lông, thú đi để lại ra, tích cát đúc kiếm, chém hết ma tiền. Tử huynh lúc này vẫn đang bận suy nghĩ, không đúng, giờ nên lo lắng, có thể là ta và đường xuyên à. Nếu các nàng có thể điều tra rõ ràng như vậy, thì việc bại lộ thân phận của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, đến hiện tại chúng ta vẫn không bị lộ, có lẽ vẫn chưa tra ra được kết quả gì cũng có nghĩa là chúng ta có thể bị theo dõi. đột nhiên cô nàng bị chỉ mặt gọi tên, còn tử huỳnh, tử huỳnh huỳnh, giật mình vội đáp, hề, hey, đó. nhiệm vụ của muội và đường xuyên đó là vào lúc bắt đầu học, tập trung sự chú ý. muội và đường xuyên phụ trách tiếp đón đảo chủ mai trưởng môn mai châu. tử huỳnh khó xử muốn từ chối, hề, hey, chuyện này, đường xuyên vội lên tiếng, hai bọn ta vừa mới vào môn hạ di xuân phái, đột nhiên bị giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, nếu làm sai sót gì, sợ rằng sẽ làm xấu mặt trưởng môn đó, Văn Tĩnh nghe vậy thì giải thích, vốn dĩ ta cũng không muốn nhưng Mai trưởng môn chỉ tên, muốn hai ngươi, chịu thôi làm tốt cho ta. Biết không thay đổi được gì, Đường Xuyên bèn hỏi chi tiết, hình như những người khác đều có nhiệm vụ cụ thể, vậy bọn ta thì sao? Cô nàng sư tỷ trả lời như không trả lời, ừm, không hy vọng các ngươi có thể lập công, chỉ cần đừng làm sai là được, ở cạnh Mai trưởng môn. Tử huynh thấy đây là cơ hội trời ban, không muốn tuột mất, vì vậy mà hăng hái sung phong, Văn Tĩnh sư tỷ phân nhiệm vụ cho bọn ta đi, bọn ta làm được. Tập 79, thấy Tử Huỳnh lanh tranh như vậy, Văn Tĩnh không chút do dự, táng cả kẹp tài liệu vào đầu Tử Huỳnh. Ha mới nhập môn hai ngày đã muốn lập công cho phái, tiểu sư muội à, có tinh thần này là tốt rồi. Nhưng nói thế nào đi nữa đối phương cũng là trưởng môn một phái của tiên giới, làm việc lỗ mãng là không được, nhất là cái tên bên cạnh muối mấy ngày trước vừa đắc tội với hình trưởng môn còn đi cùng. Đừng lo lắng quá nhiều, có câu người xưa gọi là không tích lũy nửa bước không đi tới ngàn dặm, ở cùng mai trưởng môn cho tốt luyện tay trước đi cô nàng nói một chàng như súng liên thanh làm cho tử huỳnh tịt ngòi sau đó không quên quay sang nhắc nhở đường xuyên còn về ngươi đường xuyên lần này đừng gây rắc rối cho ta à đúng rồi đừng để nàng ta ra ngoài cô nàng sư tỷ quay người nhìn đường xuyên nói thêm trước khi đi tử huỳnh tinh ý nhận ra có điều lạ trong cách nói của văn tĩnh đắc ý phát hiện ra sơ hở trong câu nói của văn tĩnh thú vị đây không phải không làm được mà là đừng làm việc lỗ mãng sao tiếc ghê vốn dĩ muốn dùng chùa sự giúp đỡ của Di Xuân Phái từ trong miệng mai trưởng môn moi chút thông tin về kho báu vật. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng đừng để nàng ta ra ngoài là sao, cô nàng vô cùng thắc mắc trong hàm ý của văn tĩnh. Đường xuyên thấy tử huynh sốt sắng như vậy, bèn hỏi, ngươi cứ như vậy muốn đi giành công xin thưởng. Tử huynh thoải mái thừa nhận, hừ đương nhiên. Chắc ngươi cũng biết, tuy ngươi được trọng dụng, nhưng dương trưởng lão và cha ta cũng không phải hoàn toàn tin tưởng ngươi. Cho nên ta mới ở đây, làm việc không cho bản thân chút phát triển gì đó, ta không yên phận thủ thường như vậy. Chạy tới nơi nguy hiểm như vậy, cho dù bắt được bát hầu, thành tích bề ngoài ta và ngươi không giành được bao nhiêu, chỉ là loại bỏ chứng ngại cho dương trưởng lão thôi. Nhưng mảnh vỡ đĩa bát quái thì khác, đó là vật trao đổi tốt. Bắt buộc phải lấy được tới tay, cô nàng nở nụ cười đầy dã tâm. Đường xuyên thấy cô nàng tính liều ăn nhiều, tốt bụng nhắc nhở, tuy nói địch sáng ta tối, nhưng trong tiên giới đều không dễ thi triển quyền cước, mất đi hậu phương lớn như di xuân phái này một mình ngươi không phải đi tặng đầu sao tử huynh liếc nhìn đường xuyên nói đầy ý vị một người làm việc này đương nhiên là tặng miễn phí ta không phải còn có ngươi sao ngươi một lòng muốn trèo lên ắt hẳn không thể không có hứng thú với mảnh vỡ đĩa bát quái giờ chúng ta xem như kiến trên cùng một sợi dây chỉ cần tìm được mảnh vỡ chúng ta chia đôi công lao thế nào tử huynh quyết định đánh bài ngửa với đường xuyên đợi anh cho mình câu trả lời đường xuyên liếc nhìn cô nàng mỉm cười đương nhiên Tử huynh không trần trừ hỏi luôn, vậy thì kế hoạch của ngươi là gì? Và thế là một kế hoạch của hai người bắt đầu được khởi động. Đêm đó, tại thiên thượng tiên giới, giọng nói chơi đùa của các mỹ nữ tỉ tỉ không chút kiêng rẻ vang lên. Ai à, tiểu đệ đệ thật dễ thương, tuổi còn trẻ vậy đã vào linh xà đảo, tương lai sắn lạn nha, đệ là nhân vật chính của hôm nay, ngại ngùng cái gì. Một cậu trai trẻ đang bị bốn chị đẹp quay, được mấy vị tỉ tỉ tâng bốc cho không biết trời trăng ra sao, giọng nói lè nhè say, he he, cũng không có mấy cô nàng ở đây đều là những tay chơi bài bản, chưa một ai vào đây mà có thể tỉnh táo bước ra ngoài. Một cô nàng có mái tóc ghi xám dùng ánh mắt quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, dựa sát vào người cậu trai nâng lên ly rượu. Ly này kính sư đệ mới của chúng ta, từ từ trên con đường tu tiên trèo lên đỉnh cao. Cậu trai trẻ làm sao mà từ chối được sự quyến rũ này? xấu hổ nói, a à, cảm ơn sư tỷ, vậy ta cung kính không bằng nhận mệnh, rồi nốc hết ly. Cô nàng thấy cá đã cắn câu, vô cùng vui vẻ cười he he sau một nén nhang. Cả đám người đã say bí tí, nằm bất động nhân sự, lúc này một giọng nói bên ngoài vang lên, chuẩn bị xong hết chưa. Thuốc đã có tác dụng, làm gì cũng sẽ không tỉnh lại, ba cô gái ngoài cửa bước vào, một người là Văn Tĩnh, hai người còn lại Tiểu Ất, Tiểu Bính. Hai cô nàng Ất Bính bắt đầu kiểm tra, Văn Tĩnh ra lệnh phân phó trên người Tiểu Sư Đệ đó không tìm ra được gì, bắt đầu từ sư tỷ của hắn đi. Vâng, ưng đệ tử ngoại môn của Linh xà đảo, nội môn không thân thuộc, nhập môn ba năm. Văn tĩnh đọc profile của cô nàng này lên, khá hài lòng với còn mồi. Ben nở nụ cười tà ác, vậy mượn một chút nhé. Nói rồi không một động tác thừa, đã đè gáy con gái nhà người ta, áp một nụ hôn sâu kiểu Pháp, làm cho nàng ta trong cơn mê cũng không kìm được tiếng rên. Ưm, ừ. ư. Một viên linh khí từ miệng cô nàng bị tĩnh văn hút ra, vù hừm a a cộng. Chất lượng linh khí này được đúng là được của nó. Sau đó không quên nhắc nhở mấy sư muội đi cùng, ra tay đi. Lão sinh thường nói một lần đừng rút quá nhiều, không thể để đối phương phát hiện. Đám người nhanh chóng đáp lời, hiểu rồi. Mấy cô nàng sư muội bèn to nhỏ buôn dưa, văn tĩnh tỉ tỉ, quả nhiên là lesbian nhỉ, đúng đó, bình thường luôn dùng công pháp hút ra là được. Ấy vậy mà lần này lại hôn sâu kiểu pháp, lần trước lúc ở vu đạo môn, sư tỷ còn trực tiếp trưởng hắn một cái. Văn tĩnh tức giận vì bị phát hiện bí mật, phùng phùng lửa giận quát, này, ta nghe thấy hết đó, KPI tháng này hoàn thành chưa? Mau đi làm đi, lúc này cô nàng nghĩ đến đường xuyên và tử huỳnh long nghĩ thầm may mà trưởng môn giao việc canh gác cho hai người đó phía đường xuyên và tử huỳnh huỳnh không biết thế nào rồi tại phòng mai trưởng môn tử huỳnh đã bị cho knock out nằm bất tỉnh nhân sự lúc này vang lên một giọng nói xem thường cùi bắp chút công phu mèo ba chân này cũng đến tiên giới làm mất mặt mai trưởng môn với phong thái nữ vương nhàn nhã ngồi trên pet cương thủy giao long của mình nhìn tử huỳnh với ánh mắt vô cùng khinh thường sau đó nhìn sang đường xuyên vui vẻ ngân nga cún con của ma giới. Tập 80, tua ngược lại thời gian, trước khi Tử Huỳnh bị hạ đo ván, tại phòng bếp, mọi người đang gấp rút chuẩn bị mâm đựng trái cây của phòng chữ thiên xong chưa. Phòng chữ hòa lại mang đi một bình rượu ngon, được, ta mang qua đó. Một cô nàng chuẩn bị cầm bình rượu rời đi thì bị gọi lại, đợi đã, rót thứ quan trọng nhất. Suýt nữa quên mất, cảm ơn tỉ muội, chính là cái đó, cô nàng cầm một bình rượu màu xanh, không có tên mác. Ở phía bên ngoài phòng bếp, tử huỳnh và đường xuyên đang rình rập bên ngoài ta sắp ra tay rồi chú ý giúp ta quan sát xung quanh đường xuyên nhãn nhã khoanh xung quanh không có ai yên tâm đi cô nàng yên tâm thổi ma khí một nguồn khí tức màu tím len lỏi qua khe cửa sổ đường xuyên đứng cạnh thì cảm thán a ia e luồng khí tức quấn quanh chiếc bình màu xanh không có tem mác để thi triển thay mận đổi đào đường xuyên đứng bên cạnh bắt đầu bình phẩm dùng ma khí tạo ra hàng nhái rồi lại linh miêu cháo chúa à thứ chưa bên trong đại khái là đường hoặc muối nhỉ năng lực vật hóa ma khí à có chút thú vị đấy suy nghĩ khá đó chỉ đáng tiếc cô quá non và xanh minh chứng cho điều này đó nàng mấy người trong phòng đã phát hiện ra vấn đề một cô nàng lên tiếng hỏi nháy mắt vừa nãy có phải là ngươi cũng cảm nhận được à ừm ta cảm nhận được tuy cực kỳ yếu ớt là khí tức của ma tu các em mỹ nữ như lột xác thành người khác cả người tỏa ra sát khí em nào em nấy tay lăm lăm cầm dao phóng kế hoạch thay mận đổi đào của tử huynh vì thế mà bị đứt gánh giữa đường đúng như dự đoán của đường xuyên tuy trong tiên giới phần lớn đều tàn mát kệ đời nhưng rõ ràng di xuân phái không thuộc loại này hơ hay cho một tiên giới yếu nhất kế hoạch thất bại lại còn phải nghe đường xuyên dạy đời cô nàng không khỏi cáu kỉnh giờ ta không muốn nghe mấy lời thừa thãi nhảm nhí gì đó nữa nhân lúc các nàng còn chưa đến tạm thời tản ra đi thấy cô ả bột chộp như vậy đường xuyên bèn ngăn lại đợi đã đừng ra ngoài ngươi nhìn phía trước mấy vị khách đã đến rồi vũ vân cùng mai trưởng môn đang tay trong tay bước vào thôi thế này toi rồi phía trước có sói phía sau có hổ đáng ghét lúc này một cô nàng tay cầm phóng đang tiến đến mở cửa sổ đường xuyên không một động tác thừa đè luôn tử huỳnh xuống đất đường đường tam ngươi làm gì vậy trong chợp mắt một vòng bảo vệ đã bao quanh hai người thấy cô nàng mất bình tĩnh như vậy đường xuyên bèn ra hiệu xịt, tự ta có cách lúc này hai cô nàng trong phòng bếp đã mở cửa sổ nhòm ngó xung quanh hửng khí tức của ma tu quả thực từ trong này truyền ra mà sao không thấy mống nào vậy nhờ vòng bảo vệ này mà hai cô nàng đó không phát hiện ra tử huỳnh và đường xuyên đang trong tư thế nam trên nữ dưới đúng lúc này vũ vân và mai trưởng môn đi qua thấy mấy cô nàng cứ ngó nghiêng bên ngoài bèn lên tiếng nhắc nhở các ngươi đang chơi gì đó còn không mau đi chuẩn bị rượu thịt đừng thất lễ với mai trưởng môn vâng vâng vì không phát hiện được gì lẽ nào lại là thiên lao sơn lọt khí đám vụ đao trông coi có được không vậy lúc này Đường Xuyên mới đứng lên, rồi nói với Tử Huỳnh được rồi, các nàng vào trong rồi. Chưa để cho cô nàng kịp hoàn hồn, Đường Xuyên đã đột ngột bứt một sợi tóc của cô nàng. A, à, ngươi làm gì đó? Cô ả à, co rúm người vì nghĩ Đường Xuyên lại định ăn đậu hũ của mình. Đường Xuyên chỉ lạnh nhạt trả lời, làm chuyện ngươi chưa làm xong, đưa cái bình cho ta. Đường Xuyên dùng thần thức của mình nhẹ nhàng mang chiếc bình phếch vào trong. Cô nàng phải nhìn Đường Xuyên với ánh mắt khác, làm sao ngươi qua mặt người đó? Dễ như hút cháo, Đường Xuyên đã cháo đổi xong rồi lấy bừa một lý do trả lời cô nàng, thuật che mắt cướp được từ tiên nhân, pháp bảo mà thôi. Ví dụ như tị xà, nói rồi anh đưa cho cô ta cái bình đã tráo đổi, cô nàng nhìn đường xuyên với ánh mắt giò xét, hừ, lại giấu món đồ kiểu này, trên người nhà ngươi không ít bí mật nhỉ. Tránh cho nàng lèm bèm quá nhiều, đường xuyên bên lảng sang chuyện khác, lấy được đồ rồi, bước kế tiếp thì sao, cô nàng cầm bình dược đánh giá. Thuốc mà Triều Văn Tĩnh nhắc tới, lúc nhắc tới Mai trưởng Môn, nàng ta không phủ định, chỉ nói đừng làm việc lỗ mãng. cộng thêm lúc họp sáng đặc biệt dặn đừng dùng nhiều, có lẽ tác dụng của thuốc này bất phàm, nếu lượng đủ ngay cả cấp trưởng môn cũng hôn mê. kế hoạch này có không ít nguy hiểm, nhưng bỏ qua cơ hội này, lần sau không biết khi nào mới có thể tiếp cận trưởng môn của linh xà đảo. cho dù kế hoạch xảy ra sai sót, là đệ tử của di xuân phái, cấp trên sẽ nghĩ cách che giấu cho chúng ta, không thành vấn đề. sau khi cân nhắc từ A đến Z, cô nàng đã đi đến quyết định liều ăn nhiều. Một lúc sau hai người tử huỳnh bước vào phòng vi vip, phục vụ mai trưởng môn, thấy hai người đến muộn như vậy, cô nàng cảm thấy không hài lòng. Hề, sao giờ các ngươi mới đến, có biết ta đợi lâu lắm không? Sau đó cô nàng đánh mắt nhìn đường xuyên, đánh giá từ đầu đến đít. Ừm, um, ngươi chính là đường xuyên chung ý các trưởng môn trong kỳ thi nhập môn lần này à? Chật, mặt mày nghèo kết xác, đừng chỉnh thiết lập xuất thân bần hàn gì đó nha, buồn nôn chết được, còn về vị này. Ái chà có chút thú vị đó, cô nàng tiến tới cầm sợi tóc của tử huynh rồi nói đầy ẩn ý ngươi không phải là dân bản xứ nhỉ